Tại đây chúng ta sẽ định dạng một cái thuộc tính con của một cái thẻ. Ví dụ thẻ A của mình là thẻ liên kết thì nó có các cái thuộc tính con, ví dụ như là clean ở trạng thái bình thường chưa click thì nó có định nghĩa gì không? Hoặc là đã đi qua rồi, đã thăm, tức là mình visitor rồi, tức là đã thăm thì trạng thái nó như thế nào? Hoặc là đang được chọn active là đang được chọn thì có trạng thái gì không? Hoặc là hover thì khi mà con trỏ đi ngang qua, chỉ có kéo ngang qua thôi thì có định nghĩa gì hay không? Thì đó là một số thuộc tính mà chúng ta sẽ định nghĩa ở bên trong cái style của mình. Style của mình. Như vậy thì để định nghĩa được các thẻ này thì trước tiên chúng ta sẽ có một cái thẻ, ở đây mình sẽ để là H3 liên kết đến trang web, ví dụ như vậy, trang web VN EX. Rồi, ví dụ như vậy. Thì khi mà mình chạy cái trang này lên, mình mong muốn rằng khi mà liên kết đến trang VNExpress thì mình nhấn vô cái chữ VNExpress này, nó sẽ nhảy đến cái trang VNExpress. Hoặc là mình để là nhấn vào đây đó, thì cái chữ nhấn vào đây này nè, nó sẽ nhảy đến VNExpress. Như vậy thì ở chỗ này thầy sẽ cắt cái chữ nhấn vào đây này đi, thầy thêm vô đây một cái thẻ A. Được chưa? Các bạn thấy thẻ A. Và thầy đặt cái chữ nhấn vào đây ở bên trong thẻ A. Lưu lại cái. Đây, các bạn thấy chữ nhấn vào đây, nó đã có được cái gì? Nó đã có được cái gạch chân. Và ở đây cái chữ trang web VNExpress nó không có cái biểu tượng đặc biệt. Nhưng khi chúng ta đưa con trỏ vào chữ nhấn thì nó đã chuyển thành biểu tượng bàn tay. Nhưng bây giờ chúng ta nhấn vào thì nó không có gì đâu nhé, bởi vì chúng ta chưa đưa cái đường link. Giả sử ở chỗ này thầy sẽ lấy cái đường link của VNExpress. Rồi, đây là trang web, Ctrl A, Ctrl C. Chúng ta dán vô đây. Được chưa? Chúng ta lưu lại. Lưu lại. Ctrl S chúng ta lưu lại. Như vậy bây giờ khi mà chúng ta nhấn vào đây. Đó, chúng ta nhấn con trỏ vào đây thì nó nhảy qua cái trang trang web nè. Được chưa? Đó, nhảy qua cái trang web VN Express. Đóng cái này lại nha. Đây là trang web của mình. Khi các bạn có cái thẻ A, các bạn nhấn vào đây thì nó nhảy vô cái trang web VNExpress. Nhưng nếu như mà mình để như vậy nhìn nó hơi hơi xấu một tí xíu, không? Hơi xấu một tí xíu. Thì mình có thể đặt ở chỗ này một cái CSS cho nó đối với lại cái hover. Hover tức là con trỏ đi ngang qua thì mình làm gì? Như vậy ở chỗ này các bạn sẽ có A hai chấm hover. Được chưa nào? A hai chấm hover. Các bạn sẽ mở cái ngoặc và các bạn chọn ví dụ như là color ở đây. Các bạn chọn color cho nó. Ví dụ bạn đặt cho nó là red. Lưu lại. Lưu lại. Và mình quay qua cái trang web của mình coi nè. Thấy không? Đó, mình đưa con trỏ vào. Đưa con trỏ vào là nó đổi màu. Thấy chưa? Đó, cái này là hover. Ví dụ ở chỗ này mình sẽ đổi nó không phải là màu đỏ nữa mà mình đổi nó là màu vàng. Đây nè, màu đỏ nè. Lưu lại cái. Thành ra là xanh lá luôn rồi. Đó, được chưa? Như vậy thì các bạn thấy rằng là mình đã thay đổi được nếu như mà mình muốn ý như vậy. Còn bây giờ mình sẽ demo cho cái việc là link.
hoặc là active hoặc là visit ha. Như vậy link là ở đây chúng ta nói là chọn ở trạng thái bình thường, và khi bình thường nếu có link thì sao. Còn ở đây nếu như mà bình thường nếu có link thì sao, không sao cả, cũng đen thui. Như vậy ở chỗ này mình lại định nghĩa thêm cho cái thẻ A, khi có link thì làm sao. Ví dụ khi có link thì mình thay đổi cái color. Color là dễ thấy nhất nha các bạn. Bạn muốn thay đổi cái gì đó thay đổi. Ví dụ như là màu xanh. Mình lưu lại cái nha. À, như vậy ở chỗ này của chúng ta nha. Chúng ta đã thăm vào rồi. Thăm vào rồi cho nên là chúng ta không thấy. Chúng ta chạy lại đi. Chúng ta sẽ có thêm một thẻ nữa đi. Thẻ A. Control X. Bây giờ chúng ta đưa xuống dưới đi ha. Đưa xuống dưới. Chúng ta sẽ có Fresh. Thẻ A. Rồi, chỗ này thầy ghi là số 1. Chỗ này là số 2. Chỗ này số 3. Chỗ này số 4. Đây, chúng ta có các cái link. Bây giờ ví dụ như là chúng ta có active. Active. Đây, khi mà chúng ta đưa trỏ qua nè. Nhấn active, nhấn xuống nè. Thấy không? Giữ chuột nè. Đổ qua màu xanh nè. Đó. Đổ qua màu xanh. Bây giờ chỗ này mình bỏ cái liên kết đi. Mình thấy nó mới rõ. Tại vì khi mình liên kết là nó nhảy qua trang mất rồi. À, nhảy qua trang mất rồi. Cho nên là mình thấy nó không rõ. Bây giờ mình coi cái phản ứng của nó trước đi. Rồi. Đây. Nhả xuống. Thả, nhá xuống, thả, được chưa? Rồi mình sẽ có một cái nữa liên quan đến thẻ của chúng ta. Active mình làm rồi ha, visit ha, đã visit, đã thăm thì làm gì? Ví dụ như chỗ này chúng ta cho đã thăm color ring. À, ví dụ như đã thăm thì mình cho cái color của nó là orange đi. Orange đã thăm, chủ yếu là các cái màu này nó khác nhau thôi. Rồi đã thăm, đã thăm hết rồi. Mấy cái này là mình đã thăm hết rồi hả? Chạy lại đi. Đã thăm cho màu đỏ rồi, cái nào cũng đã thăm rồi ta. Visited, mình có thể đóng cái web này lại thì nó mới mới hiểu ha. Mình sẽ cần control shift n đi để coi thử nó phản ứng thế nào. Cũng vậy à... control về đã thăm.
bỏ cái này đi thì nó sẽ còn hover. Rồi, ok. Nhấp tiếp, nhấn xuống. Rồi như vậy thì cơ bản là mình đã làm được cái CSS cho các thuộc tính nhỏ ha. Cho các thuộc tính nhỏ thì các bạn có thể ví dụ ở đây quay trở lại cái bài toán của mình lúc nãy. Cái bài của mình lúc nãy nè. Cái bài buổi 4 index đây. Mình có các cái thẻ này đi. À, mình mở cái thẻ này lại. Rồi, chạy lại. Cái chữ này màu vàng nó hơi kỳ đúng không? Mình sửa lại cái CSS tí xíu. À, tại vì mình đặt cái H5, H2 của mình ở chỗ này nè. Đó, cho nên là nó hiểu cái màu kỳ kỳ vậy đó. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ định nghĩa thêm cho cái hover khi mà con trỏ này đi qua thì làm sao? Đó. Thì mình sẽ có cái chấm khối hai chấm hover chứ không những là A đâu nhé, tất cả những cái khác mình đều có thể sửa. Rồi ok, hover thì mình chỉ có thể là nên thay đổi cái màu không? Cái màu ví dụ như là mình cho nó sáng hơn tí. Đó, ví dụ như mình cho cái màu nó sáng hơn tí. Màu này đậm, màu này sáng, lưu lại. Rồi, à, các bạn thấy không? Thấy nó sáng hơn không? Sáng hơn nè. Đó, hoặc là mình cho nó rộng ra một tí. Hoặc là mình cho nó đậm hơn thì hợp lý hơn ha. Ví dụ như chỗ này thì mình cho sáng nè. Còn cái màu là khi hover vô thì nó đậm hơn để mình dễ thấy. Rồi cái chỗ này thì nó lớn hơn 10. Rồi. Đây, đó. Như vậy thì các bạn thấy là mình đã hover vô đối tượng của mình, nhìn có vẻ như nó đẹp hơn. Được chưa? Đối với lại cái khối này, mình đang sử dụng cái thuộc tính con ở bên trong là hover để cho đối tượng của chúng ta, hoặc là khi chúng ta click xuống thì nó nhấn xuống dưới đúng không? Khi chúng ta click xuống thì ở chỗ này chúng ta sẽ có chấm khối hai chấm, chúng ta chọn là active. Ví dụ như active của chúng ta, active của chúng ta in sổ đồ in lifestyle sổ đồ test sổ đồ shop outline, mình sẽ cho cái box này đi, box sổ đồ chỗ này mình sẽ có là 500 màu. Ok. Nhấn xuống nè. À, ví dụ như vậy. Mình thay đổi vậy để cho mình thấy cho nó dễ ha. Chỗ này 5 thôi chứ sao 50 dữ vậy. Rồi. Đó, 10. Rồi
Đó. Như vậy để cho mình thấy rằng cái nút của mình đang nhấn xuống. Được chưa? Đó. Như vậy là chúng ta đã xử lý được CSS. Đúng không? Xử lý được CSS để cho có màu nè, có hover nè, có active nè. Đó, mình active tức là mình nhấn cái nút này xuống thì nó sẽ cho mình biết rằng là mình đang nhấn, mình chọn. Đó, nhìn cho nó đẹp. Các bạn sẽ sửa lại cái khối của mình thêm các cái thuộc tính con để các bạn thấy là cái code của mình nó sẽ đẹp hơn. Được chưa? Code của mình nó sẽ đẹp hơn. Cái bài của mình nó sẽ phong phú hơn.